Đời vui khỏe với Princess Lifestyle là dược thảo dinh dưỡng chất lượng cao cho người luôn sống vui tươi trẻ thêm đẹp xinh. Cộng đồng luôn tin tưởng đến Princess Lifestyle đem niềm vui cho mọi nhà là Princess Lifestyle. Kính chào quý khán giả đến với chương trình truyền hình trực tiếp giới thiệu việc công ty Princess Lifestyle với bác sĩ Morita Lumilinh cũng như là Phạm Khanh trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay thưa quý vị, trước khi bác sĩ on air nói chuyện với vị thì chúng tôi như vị thấy có một vị khách mời đặc biệt đến từ phương xa, đó là chị Thu đến từ tiểu bang Washington DC. Phạm Khanh xin chào chị Thu, chào Lumilinh. Dạ, xin chào anh Phạm Khanh. Dạ. Xin chào anh và xin chào chị. Dạ. Dạ, cũng xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài Little Sài Gòn TV. Dạ, lần đầu tiên đến California và cũng là một người đã từng dùng thuốc của bác sĩ Peter Morita. Đó, thì hôm nay thì nói lên những cái công hiệu của mấy loại thuốc mà tôi đã dùng qua. Dạ, đó. Trước khi nói về thuốc thì bây giờ chị có thể cho biết rằng là anh chị kỳ này từ Washington qua California là mục đích gì nè? Thăm gia đình hay là đi chơi hay là như thế nào? Dạ thì thật sự mà nói thì California này rất là quyến rũ. Là trước hết là thời tiết rồi ăn uống. Dạ. Sau đó rồi hả là về tất cả những cái loại dược thảo gì đều nằm ở California hết. À đúng rồi. Đó, cho nên luôn tiện là một lần rồi cái hả là vừa đi thăm và vừa đi kiếm thuốc để mà mình bồi dưỡng cơ thể của mình. Wow. Đó, về sức khỏe của mình nữa. Đó là như vậy, cho nên rất thích California là như vậy. Dạ. Chị cũng có thể cho biết là cái cơ duyên nào mà chị biết được đến bác sĩ Morita không ạ? Thì thật sự ra là trên 20 năm trước á, thì tình cờ nghe cái đài radio của bên Washington DC. Rồi bác sĩ mới lên on air. Rồi cái mình cứ theo dõi cái chương trình TV như vậy á. Rồi cái có những cái loại thuốc á, thì hả mình thấy mình phải thử. Đó, rồi mình rất thích là sao phải không? Là về cái dược thảo là nó không có side effect. Rồi đồng thời đó hả, nó cũng giúp cho rất là nhiều sức khỏe. Mình dùng vào á, thì mình hả, cảm thấy dễ chịu hơn. Rồi hả là mình có vẻ là mình tin tưởng hơn. Là tại vì những cái loại này là những cái loại về hả là natural earth. Mà natural medicine đi. Thì thật sự ra nó đã có mấy ngàn năm trước rồi. Mà bây giờ thế kỷ thứ 21 này, người ta mới bào chế, người ta mới cho vào một cái viên thuốc. Đó. Thì hả là mình thấy nó tiện lợi hơn là ngày xưa là mình phải đi sắc thuốc. Đó. Mà cái thời điểm mấy ngàn năm trước thì dĩ nhiên rằng là nó cũng rất hay. Nhưng càng ngày thì càng hay hơn nữa. Tiện lợi hơn phải không? Tiện lợi hơn nữa. Chị có thể cho biết rằng là chị đã sử dụng những cái loại thuốc nào của bác sĩ Morita và chị cảm thấy công hiệu như thế nào đối với cơ thể của chị? Thì thật sự ra mới đầu á, là hả là tôi xài cái Vanillin á. Dạ. Thì cái Vanillin nó dùng cho phụ nữ. Đúng, Vanillin nó dùng cho phụ nữ để mà mình clean cái đường âm đạo của mình và những cái mục với này kia đó để nó remove ra và đồng thời để mình sợ mình tránh cái vấn đề về tử cung, cái đường với lại buồng trứng. Cho nên cái này là rất tốt và với hai nữa nhiều khi đó, nó làm cho mình cái bụng mình nó nặng dưới nhưng mà mình sau khi mà mình dùng cái Vanillin này rồi á thì hả là cái bụng mình nó nhẹ hẳn ra. Đó và hả là rất thích thật sự mà nói. Mà khi mà mình dùng nó rồi á thì mình đi thử cái treadmill á thì hả là hoàn toàn 100% kết quả rất là tốt. Đó là lý do đó. Như vậy thì chị có những người bạn ở bên tiểu bang nơi mà chị sinh sống, chị có giới thiệu cho họ những cái sản phẩm của bác sĩ không? Có chứ, mình có, là tại vì sao không có cô em đó. Yeah. Chị em gái trong nhà thì không có đông mà có cô em. Đó, rồi cái cũng dùng qua nữa. Rồi hả là cô cũng rất là khe thích. Rồi gửi, coi như là giới thiệu qua một chị bạn nữa. Cứ quen người nào là chỉ cho họ. Về vấn đề phụ nữ của mình là cái điểm là điểm chính. Đó. Phụ nữ quan trọng lắm, cái vấn đề đúng. Vệ sinh cá nhân. Nó, tại vì phụ nữ thì thường thường người ta hay tế nhị lắm, người ta ngại. Không có đúng rồi, người ta ngại. Yeah. Rồi đồng thời nhiều khi hả là về vấn đề mà khi mà kinh nguyệt á,
thì nó rất là ảnh hưởng mà hả, nó làm cho hả là khổ sở rồi đủ thứ hết á, nhiều cái đó mà nó gây ra hả là bị hả là vi trùng rồi bị đủ thứ nó bám vào á, cho nên cái này hả là clean sạch sẽ ra. Đó, đây là một cái loại phải nói là một loại dược thảo rất là có giá trị và phụ nữ rất là cần thiết cho tất cả các chị em phụ nữ để sử dụng. Nhưng mà em được biết là chị còn sử dụng nhiều loại thuốc khác của bác sĩ nữa phải không ạ? Đúng vậy. Thật ra đó thì hả là chị uống là để ngăn ngừa hay là để bảo dưỡng sức khỏe hay là chị quan niệm như thế nào? Thì thật ra đó là hả là mình á nhiều khi nó không phải chờ đến lúc mà mình bệnh mình mới uống. Đằng này mình nên uống tùy theo những cái lúc mà hầu như mỗi ngày đi. Theo như là em thấy á, mỗi ngày á thì á, hả là mình ngày hôm nay á thì mình dùng loại này rồi sau đó đó mình feel trong người như thế nào á thì mình á, hả là từ từ cái đó là cái rút tỉa kinh nghiệm. Cho nên á, hả là hầu như cái dược thảo này không phải chờ đến lúc bệnh mới uống. Mà mình uống như vậy á thì á, hả làm cho cơ thể mình nó cân bằng ra. Rồi đồng thời đó khi mà mình đi check up hay cái gì đó hả là cái kết quả nó rất hoàn hảo. Đó. Nó rất rất hoàn hảo luôn, từ cái đường này ha cho đến gan nè, rồi hả là cholesterol đủ thứ hết trơn á hả là perfect luôn. Mà thật ra khi mà kết quả đưa ra rồi á, họ cũng không ngờ là tại sao mình lại được kết quả như vậy. Thì mình im lặng, mình đâu muốn nói. Cái này á là tại vì mình về Đông y. Còn họ là về Tây y, nhiều khi thì cũng có giải thích là tôi dùng cái natural medicine, là that's it, đó, là họ cũng đã hiểu phần nào rồi, nó thì họ cũng không có cản trở mình. Miễn sao mà mình không có problem gì trong cơ thể mình là thôi, được rồi. Đó. Như vậy thì những cái loại thuốc mà chị sử dụng hồi nãy chị có nói và Lương Mỹ Linh có sơ lược ra đây là có loại Livelin với lại BH Care. Thì chị trước khi mà chị sử dụng BH Care, chị có quan tâm về vấn đề cao mỡ cao máu hả? Cái BH Care đó thì thật sự ra nhiều khi cái đó là cái stress đó. Cái stress đây á, là nhiều khi về cái công ăn việc làm, cũng giống như về cái vấn đề mà mình lo lắng một cái việc gì đó đó, thì nó cũng rất là ảnh hưởng tim đập mạnh nè ha. Rồi nhiều khi mình bị giống như là bị năm á. Năm đây là có nghĩa là nó đưa từ ở bên dưới này nó chạy lên tới cổ này ha, rồi nó đưa lên màng tang này, rồi nó tức đưa nó bị năm, nó tê á. Đúng rồi, anh nói ra đi cho nó cho mọi người dễ hiểu hơn. Nó tê, nó chạy rừng lên, rồi sau đó là nó đưa lên đầu mình luôn á. Nó đưa lên đầu mình á hả, nhiều khi đó là mình rất sợ là mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra đây. Mình rất sợ là tai biến mạch máu não. Nhưng mà mình phải công nhận rằng là hả, 2 viên hay 3 viên vô tùy theo lúc nặng nhẹ, từ 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 nó giảm lại rất là nhiều. Và nó giảm lại nhất là ban đêm, mà mình dùng 2 viên đó hả là mình ngủ một cách gọi là rất là êm. Đó, rồi cái đó từ 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 cái nó tan biến mất, rất là hay. Chứ mình đâu có thể nào mình chờ đến cái lúc mà mình gọi emergency 911 được. Mình làm như vậy là quá trễ đi. Giống như chị nói để nói chung mình không. Nhưng được. Cái trường hợp mình ngoài cái cholesterol ra mà nó còn có cái công hiệu như vậy nữa. Khi mà mình bị đó, vậy là mình có thể bị minor stroke đó anh Phạm Thanh. Đúng, đúng, cũng có thể. Mà nhiều khi cái này nó làm cái máu huyết mình lưu thông, nó flow đều đặn, đúng, thì mình đúng tránh được cái đó. Nhiều khi đó hả là mình đó hả là công ăn việc làm nữa, rồi nhiều khi trong gia đình những cái chuyện gì này kia xảy ra rồi lo lắng rồi hả là bao nhiêu thứ nó dồn dập lại đó, cái này nó cân bằng cho mình đó. Là nó hay được cái điểm cái đó thuốc mà cái BH Care. BH Care, dạ đó, BH Care này thưa quý vị, một số quý vị nhiều khi không nhớ đó thì nói là Biên Hòa Care. Biên Hòa Care, đúng rồi. Nhớ rồi phải không? Hoặc anh, là số 6. Đúng rồi, anh nói số ra có lẽ mọi người biết rõ hơn. Đúng rồi, đó. Số 6. Còn là nếu mà không nhớ nữa là cứ nhớ Biên Hòa Care. Biên Hòa Care. Nhưng mà gọi vô công ty cũng biết luôn đó. Đúng rồi, rất là nổi tiếng và hay lắm. Okay. Dạ. Rồi cái đến cái Liver King á, thì phải nói rằng là không phải là đau gan mới uống được. Nhưng mà cái trường hợp á, là chẳng hạn như chị... Anh chị biết không, nhiều khi đó mình bị giống như là tự dưng ngứa nổi lên,
mà cái ngứa nổi lên đây á, hả, là không phải là ngứa bình thường, tự nhiên nó nổi cục cục lên á, nó nổi cục cục từ ở dưới chân mình thôi thì thôi mình ráng chịu đi, tự nhiên ngay trán mình cũng còn cục hai cục nữa, giống như nó dị ứng, nó không phải dị ứng là nó đỏ này, nó không đỏ mà nó giống như là nó nổi giống như là viên viên bi lên đầu mình á. Wow. Đó là hả, làm khó chịu lắm, mà nó ngứa nữa mà nó nứt cái da luôn. Cái bây giờ hỏi thử với đi gọi bác sĩ thì hả, rất là ngại uống thuốc bác sĩ, mà thuốc của bác sĩ về hả là Rickettsia này kia thì dĩ nhiên người ta có, người ta cho mình, nhưng mà cái đó mình đi ngủ, mình hết thuốc mình tỉnh dậy mình lại ngứa tiếp nữa, mà cái đó cũng không có, mình nghĩ tại vì nó bị side effect. Hầu như tôi đây hả là chỉ muốn dùng kinh về dược thảo thôi. Yeah. Trừ ra cực chẳng đã mới dùng đến cái về Tây y đó. Nhưng mà chị cho nên nó hả là Mỹ Linh cắt lời rồi sao cái thuốc liver king này đó thì là được dành cho những người nào bị siêu vi khuẩn viêm gan ABC, nhưng mà cái trường hợp của chị nó rất là đặc biệt. Tại sao lại chị lại cảm thấy như trong người của chị, những cái gan của chị nó không có được tốt đó, thì nó làm cho mình bị những cái triệu chứng ở trên mặt, ở trong cơ thể, mà tại sao uống nó lại có tác dụng, thế nó lạ quá anh Phạm Khanh ha. Bởi vậy tùy theo từng cơ thể đúng của vậy. Người của bệnh nhưng mà thật sự không phải bệnh gan. Cho nên muốn nói cho mọi người thấy rằng là ha, về cái liver king này á, không phải bệnh gan mới uống, mà có những cái trường hợp á, tại vì hả, hầu như mình dùng thuốc của bác sĩ Morita đó, là trong những cái trường hợp này hợp nọ đó, mình rút tỉa kinh nghiệm rồi thì mình luôn luôn có trong nhà là hai viên vô từ từ hả, là nó xẹp xuống rồi hả, là sáng 2 viên chiều 2 viên đó, rồi sau 2 ngày 3 ngày nữa là biến mất luôn. Yeah. Nó rất rất là công hiệu, phải nói là sự thật chứ không có nói sai đâu. Cảm ơn chị Thu. Đó bây giờ đó là có cơ hội để mà nói ra cho mọi người nghe. Dạ vâng. Đó. Thưa vị, thế đó là chị Thu đến từ Washington DC đã chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị dùng những cái loại thuốc dược thảo của bác sĩ Morita như là BS Care, Libaline, Liberking cũng như là Vanillin. Và thưa, cảm ơn chị đã bỏ thời gian đến với đài ngày hôm nay. Thì trước khi chia tay, chắc chị cũng muốn gửi lời chào đến bà con đồng hương ở vùng Lý Đô Sài Gòn này cũng như là mọi người ở phương xa, thưa chị. Dạ thôi, coi như là cũng có đôi lời để mà nói về những cái thuốc của bác sĩ Morita, và đồng thời cũng xin kính chào hết tất cả quý vị đang theo dõi chương trình, và cũng muốn là đem những cái gì mà mình đã dùng rồi đó, mình rút tỉa kinh nghiệm rồi hả, là mình đưa đến chia với mọi người, chia sẻ đến mọi người để mà mọi người hả, tự tin hơn. Dạ. Đó. Và rồi đúng thuốc phải không? Dạ đúng thuốc, mà đừng sợ nha, càng uống càng thích. Dạ, mà mình sẽ feel như thế nào là mình biết liền. Đó. Rồi hả, là nó giữ cho mình hả, là hệ miễn nhiễm rất tốt, không cần blue shot cái gì hết trơn á. Wow. Nên là nguyên năm cũng không bệnh mà cũng không bị dị ứng luôn á. Cảm ơn là, chị. Là đủ biết rồi đó. Quý vị, thế đó là chị Thu đến từ Washington DC. Và bây giờ thì cảm ơn chị rất nhiều đã đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn sự chú ý theo dõi và chia sẻ của quý vị, theo dõi và chia sẻ của chị Thu. Bây giờ thì xin mời quý vị theo dõi một số thông tin thương mại, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại ngay.